Thị trường trí tuệ nhân tạo, AI, vừa chứng kiến một bước tiến đáng kể khi Elon Musk, một trong những nhà sáng lập đồng thời là CEO của Sai, đã giới thiệu Grok, một chatbot AI mới với những khả năng được quảng cáo là vượt trội hơn hẳn ChatGPT trong một số phép thử học thuật cụ thể. Elon Musk, thông qua một loạt tweet, đã nêu rõ Grok không chỉ là một công cụ tìm kiếm thông tin thông thường mà còn là một trợ lý nghiên cứu thông minh, có khả năng hỗ trợ người dùng triệt để khi được hỏi những câu hỏi chính xác và cần thiết. Grok được thiết kế để tiếp cận tri thức một cách nhanh chóng và chính xác thông qua nền tảng X, một đặc tính mà Musk và đội ngũ Sai tự hào là độc đáo và cốt lõi. Với phong cách trả lời có phần hóm hỉnh và hài hước, Grok được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho người dùng. Điều này đã được minh chứng qua câu trả lời của nó về Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số FTX, với một chút hài hước nhưng không kém phần sắc sảo. Mặc dù Grok tỏ ra vượt trội so với ChatGPT-3.5 trong các bài kiểm tra toán học và lập trình, nó vẫn chưa thể đánh bại GPT-4, dự án AI tiên tiến nhất của OpenAI. Điều này, theo lời của Musk, không những phản ánh về quy mô dữ liệu khổng lồ mà GPT-4 được huấn luyện, mà còn chứng tỏ sự tiến bộ nhanh chóng của Sai trong việc phát triển các mô hình ngôn ngữ có khả năng học tập vượt bậc.